Nè cậu ấy. Xương nè. Trời ơi. Xương Nguyễn đó. Chết luôn cậu ấy ơi. Cái này hút cây gì vậy? Cái đó hút cây, dâm cây. Đi mấy Quỳnh ơi, cậu mình rồi kêu ông lên đi rồi đi. Lên cho bay ơi. Lên đi cho. Lên đúng rồi. Cậu ấy ơi. Lên đi ông ơi đi. Cùng đầu lưng để cho mấy nhỏ xuống. Rồi đó, nè. Rồi đó đi. Tới rồi. Tới. Cà Lâm. Nó nghe nè. Qua phải lấy cái thao hứng với kêu mua dầu luôn. Mày điện kêu mua dầu đốt luôn đi tí ơi. Xương còn nhiều tí ơi. Tao ngồi tao cầm cái thao sao điện. Con kêu. Bên lớn con lắm rồi. Con xương ghê, xương đùi cũng quỷ rồi. Con ông này nó thẳng ra tại xương bự thôi chứ con. Chết. Cao. Vậy là cái đầu nằm đằng kia cậu bảy. Đầu nằm đằng kia kìa. Ừ. Rồi đủ má mặc quần mở cột cái ghê không? Nãy giờ từ sáng giờ thấy cổng quần đi tới lui giờ chưa nữa. Cột, mày cột quá. Nó điên. Chắc đó mập lắm. Bữa con rồi. Nó dùng đất này như xương còn y luôn á. Đất thịt mà. Đất cát kìa nó mới. Sao bữa mình đào dưới cái đó dưới đâu có gì á Vũ? Không có. Ê, anh dưới dưới anh đào dưới đất cát rồi bữa đó đâu có em. Quên hả ta? miếng con ấy miếng à vậy thôi chứ cát còn như là quý với mình năm mươi mấy năm còn như quý với mình đó kêu mua dầu với số này còn nhiều lắm hai lóng chưa còn nhiều dữ lắm ai biết cho mua cho hai chạy đi đã đi quay quay né bãi ha. Nghe bãi kìa. Tú ơi, xuống đi Tú ơi. Xuống con. Xuống nhà đá ha. Xuống móc đi Tú ơi. Thôi. Rồi Tú bãi lên ông nghỉ mệt đi, đừng ép mấy ông già quá. Đấy thì không còn bao nhiêu năm ở đâu trong làng biết gì đó. Mày lên xuống đi Tú ơi. Thôi để nhà nghỉ. Ông lên chú bảy ơi cho xuống Tú xuống nó khum. Ông khum chiều ông ngồi ông nổi luôn á. Đó. Khum chiều đau lưng ông cúng không được á. Sao mấy rồi? Vậy. Xuống cái đi Tú ơi. Thôi, đáng rồi, lên cái đó rồi mà lấy gì đấy. Tôi nãy tôi với mấy người vậy. Trời ơi, còn có cái đầu với cái sọ đó, sọ đầu với sọ. Sọ ép luôn rồi. Nè con. Chuyển qua cầm bến vô đi cho dễ con. Tao đâu biết cầm. Đó, ngồi đó đi. Còn cái sọ người với đủ có ba cái xương sườn. Ủa cái này sau lưng ông không phải cậu ấy chỗ chân nè. Ai động có động lực nào mà sao không buồn với ta mất sổ gì ai ở đó cất đâu chứ đừng à. Chắc phải kêu tu camera lại quá cái sổ đó hiểu nó ghét nó dám nó liền lắm mà cái sổ đó mất đâu gì đâu ai tới đầu công đâu mà sợ mày sổ luôn đó chưa sang qua sổ cái á. Bỏ đi nhà nói. Hiếu mày. Nói sao vậy? Tao Hiếu đi về. Mày về trước. Ý nó là còn sót là ba ông á. Còn sáng để ra trước cây cao su á. Cái cây cây xương vậy. Người ta ăn chỗ đâu? Cây. Rồi, quay cái con cá rồi. Con cá trời ơi má. Con cá.